đây thì mình sẽ làm lại một cái clip về hướng dẫn cách set hồ của mình cho các bạn. Hôm trước thì mình có làm rồi nhưng mà nó chưa có rõ ràng số ý, thì hôm nay mình sẽ sẵn thì lật hồ thì mình sẽ làm lại, hướng dẫn lại cho các bạn cách set hồ rất rất là đơn giản mà cũng sẽ là hiệu quả các bạn ha. Thì đây là một cái hồ mình đã rút nước rồi và mình chuẩn bị set mới. Thì như vậy ở đây mình sẽ có những cái thứ như thế này. Thứ nhất là đây là cái nền Adamo, thì mình sẽ xếp cái hồ này bằng là Adamo. Còn nếu như mà dùng Adamo hay Ada2 hay nền gì đó thì mình sẽ làm một clip nói trao đổi rõ hơn về về những cái loại nền ha, thông dụng trong quá trình mà xếp hồ tép. Thì cái vấn đề này mình sẽ làm một clip khác, và sau này thì mình sẽ làm rất là nhiều clip hướng dẫn những cái kỹ thuật nhỏ 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 trong cái việc giúp cho các bạn chăm sóc hồ của mình nó hiệu quả nhất ha. Thì ở đây là đầu tiên là cái nền Ada nè, cái thứ hai là đây là cái vi sinh. Thì cái vi sinh này là vi sinh mình trộn, nó là vi sinh của Dr. Du, mình có trộn thêm với lại cái bột yeast của Đài Loan. Cái này là mình nhập về, thì cái yeast này nó có một cái tác dụng là nó cung cấp cái chất xơ thô, nó tạo ra cái bào tử mycelia lên rất là nhanh, và nó trở thành cái bào tử nấm là cái nguồn thức ăn đầu tiên cho cái hồ tép của bạn ha. Cái nữa là mình sẽ dùng vitamin của Dr. Du và vi sinh cũng của Dr. Du ha, mà khoáng cũng của Dr. Du ha, xin lỗi. Ok, thì bây giờ cũng đơn giản thôi. Bây giờ đây sử dụng một ca để rã đều ha, rã đều hết toàn bộ những cái chỗ này. Cái này mình dự kiến là như vậy, chỉ dùng khoảng chừng 1 lít nền nè. Sau này mình sẽ có nhiều cách để bổ sung thêm. Vi sinh thì mình sẽ dùng một ít thôi, vi sinh này, cái này chắc khoảng chừng, nếu mà theo cái muỗng của Dr. Du thì nó chỉ khoảng chừng 2 muỗng. Lý do là mình sẽ không có lạm dụng cái vi sinh nhiều ở trong quá trình xét hồ, là vì ban đầu mình sẽ không có thả số lượng nhiều tép, thì cái lượng vi sinh mình cung cấp ban đầu nó chủ yếu là nó sẽ vừa đủ thôi. Và sau đó thì sản lượng vi sinh nó sẽ tự động nó upgrade lên. Thì rất là nhiều bạn bị nuôi tép sẽ bị một cái vấn đề là các bạn lạm dụng về vi sinh nhiều quá. Thì cái này mình cũng sẽ nói trong một clip khác về cái cách mà giữ hồ như thế nào, cách nhìn hồ như thế nào để có được một cái hồ nó đạt tiêu chuẩn. Và mình cũng sẽ dùng tiếp 2 muỗng vita lá này. Cái vi sinh của mình nó không có vita cho nên là mình phải bổ sung. Cái vitamin này thì công dụng ở trên trên trang web của mình có ha, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Rồi thì cái việc xếp hồ nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúng ta sẽ bổ sung thêm chút xíu nền nữa cho nó. Cái việc mình
đãi vi sinh nó như thế nào nó cũng sẽ không có quan trọng hết rồi ha. Nên là mình để trên hay để ở dưới hay để ở đâu hay lắp thành ụ hay như thế nào đó thì nó cũng chỉ quanh quẩn nó là vi sinh của cái hồ mình thôi. Mình thích cái nào mình cứ rải như vậy, nó không có yêu cầu cao không. Còn cái việc mà xếp nền mỏng hay dày hay có máng hay không có máng, cái lòng ngoài thì mình cũng sẽ hẹn các bạn ở trong một cái video clip sau, mình sẽ nói rõ hơn về cái từng cái kiểu xếp hồ, ưu điểm và nhược điểm của từng cái kiểu xếp hồ. Thì mình cái kiểu xếp hồ này thì mình đã quen rồi, mình xếp hồ kiểu này nó khoảng 4 năm nay rồi, cho nên là nó cũng đơn giản. Rồi bây giờ là các bạn sẽ xả nước. Xả nước sau đó thì mình khuyên các bạn là sau khi mình xếp hồ xong á, mình vô nước á, thì đồng thời mình cũng sẽ nên châm khoáng luôn. Cái việc mà châm khoáng ngay từ đầu á, nó về cảm quan của mình thì nó cũng giúp cho cái hệ vi sinh nó phát triển nhanh hơn. Thì như vậy ở đây mình dùng khoảng hồ mình 50 lít nước thì mình ban đầu mình châm khoảng 10 ml ha. 10 ml thì như vậy nó TDF dựng nó sẽ ra là khoảng 90% gì đó. Cứ tạm thời vậy nè, tại vì sau đó thì mình sẽ châm thêm chắc khoảng 1-2 ml nữa, khi mà nước nó đầy thì mình sẽ đo lại, thì mình sẽ châm thêm đến khi nào mà TDS nó đạt được cái ngưỡng khoảng 110. Thì cái hồ này á, là mình đang dự tính là sẽ nuôi dòng cua plắc, cho nên là TDS mình sẽ để là khoảng 110 đến 120. Còn cái thông số của test thì cũng hẹn lại các bạn ở một cái clip sau, để nói rõ hơn về những cái thông số, cái chỉ tiêu chất lượng nước ha. Các bạn có những cái câu hỏi gì hay những cái vấn đề gì mà cần phải tìm hiểu thêm thì có thể comment ở trong cái clip của mình. Thì mình sẽ tập hợp những cái câu hỏi đó rồi bắt đầu mình sẽ lên những cái lịch quay clip để hướng dẫn cho các bạn rõ ràng hơn. Một vấn đề nữa là các bạn lưu ý là khi mà thôi cái này thì mình sẽ nói ở trong clip sau đi, về những các loại nền đi, đặc tính rồi tính chất rồi cái ưu điểm nhược điểm của từng loại nền mình đã trải qua. Thì nói chung là từ lúc nuôi tép tới giờ thì mình cũng đã sử dụng đâu đó khoảng gần chục loại nền khác nhau trong quá trình nuôi, nên mình cũng có cái đánh giá nó cũng khá là khách quan đối với từng loại nền. Rồi bây giờ thì đó, chỉ việc là chúng ta sẽ ngồi chờ nước đầy thôi. Và ở đây thì mình sẽ nói luôn cái vấn đề, ví dụ như là bây giờ cái hồ này sau khi mình xét á, nghĩa là với cái vi sinh của Dr. Du thì khi mà nó xét chung với Narada thì nó sẽ có cái hiện tượng như thế này. Có nghĩa là lúc mà các bạn mới vào nước á thì hồ nước nó trong, nhưng mà qua ngày hôm sau á thì nước sẽ đục. Vấn đề này thì nhiều bạn cứ sợ rằng là nền Ada hay là nền của mình nó có vấn đề gì đó, thực ra nó chả có vấn đề gì cả. Các bạn có nhớ nguyên tắc này là khi mà nó đục á thì là do vi sinh nó chết đi hay nó gì đó thì nó đang hình thành. Thì các bạn chỉ cần nhớ cái công thức là trong đục trong, có nghĩa là nó đục thì kệ nó, rồi đến khi nào mà cái nước nó trong á, đâu đó khoảng chừng 10 đến 14 ngày thì như vậy là các bạn có thể là sẽ thả tép được. Còn một số cái loại nền mà, hoặc là nếu như mà các bạn có xài lọc ngoài thì cái thời gian nó sẽ trong sớm hơn, nhưng mà mình cũng khuyên rằng các bạn là
để cho nó an toàn thì cũng phải để khoảng chừng đâu đó khoảng 2 tuần, 10 ngày đến 14 ngày thì cái việc nó thả tép nó sẽ hiệu quả hơn. Ở đây đây mình sẽ cho các bạn xem một cái hồ hôm qua mình mới xét, và bây giờ thì nó đục ngầu. Ok, đây các bạn thấy nó đục không, nó rất là đục đúng không, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cả. Mà các bạn chỉ chờ là làm sao mà khi nào mà nó nước nó trong lại thì coi như là cái hồ của mình nó đã tương đối là nó đã xử lý xong, thì mình có thể bắt đầu mình thả tép được. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đây bên này cũng có một cái hồ nữa cũng mới xét nè. Các bạn có thể để ý là mình sẽ có những cái hồ mình xài một PO, có hồ mình xài hai PO thì cũng chả có gì nữa. Nó gọi là bí mật lắm đâu. Thì mình thấy là về cái hệ thống lọc như thế nào thì sau này mình cũng sẽ làm được một clip về hướng dẫn các bạn về cái hệ thống lọc của những cái của cái hồ nuôi mà theo cái tiêu chuẩn công nghiệp, có nghĩa là đánh nhanh rút gọn á. À, vậy ha các bạn ha. Rồi còn gì nữa không ta? Nước ở đây mình sử dụng là nước RO thì rất là hiển nhiên rồi. Nền thì nãy mình cũng có nói là nếu như vậy thì nền mỏng nền dày nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái kỹ thuật nuôi của mình ha. Quan trọng là vấn đề là mình chăm sóc hồ như thế nào, mình dưỡng nước như thế nào, thì nền mỏng hay nền dày thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi là nền mỏng thì có phải là lật nhanh, nền dày thì lật lâu hay không, thì nó cũng không phải là cái vấn đề đó, mà nó chỉ liên quan đến cái việc là mình chăm sóc cái hồ của mình như thế nào, chăm sóc cái chất lượng nước như thế nào để nó đạt được cái hiệu quả tối ưu. Và mình cũng hướng dẫn luôn các bạn là các bạn đừng đừng có quá lạm dụng cái vi sinh trong cái hồ mình. Thì lý do vì sao thì mình sẽ hẹn các bạn ở các những clip sau ha. Rồi xin chào tất cả mọi người. Các bạn nhớ nha, các bạn có thể follow cái kênh YouTube của mình Sài Gòn Dream Shop, cũng có thể đặt câu hỏi trên Facebook của mình, để nếu như mình sẽ tổng hợp lại tất cả những cái ý kiến và những cái thắc mắc của các bạn thì mình sẽ trả lời luôn. Có thể là trả lời ở trong comment, hoặc là có thể là trả lời ở trong một cái clip nào đó ha, vậy ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.